Minasan konnichiwa, Cosmos no Dung Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ với các bạn phần cách dạy liên quan đến giờ học nghe nói và đây là những cái kiến thức mà mình học được cũng như là cái cách chia sẻ màn tính cá nhân nên rất là mong nhận được cái sự góp ý cũng như là chia sẻ với những kinh nghiệm thực tế từ các bạn. Và nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta có các phần như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về nghe nói là gì. Tiếp theo là chúng ta hiểu được cái quá trình của nghe việc nghe nói và những cái cái chiến lược hoặc là những cái cách mà chúng ta khi nghe nói. Và tiếp theo đó là giờ học nghe nói thì chúng ta sẽ xây dựng thực tế ra sao, có những bước gì. Và cuối cùng đó là những việc mà giáo viên chúng ta có thể làm được trong giờ nghe nói này Và liên quan một chút xíu về vấn đề cho cai kiêu dạy về tài liệu Thì mục đích của phần video này là mình muốn chia sẻ với các bạn những cái kiến thức cơ bản về các phần đó Đồng thời là giúp cho chúng ta có cái cách thay đổi một chút xíu về việc xây dựng giờ dạy nghe để thay vì cái cách dạy mà chúng ta cho học sinh nghe trả lời câu hỏi một cách nhàm chán Và học sinh cảm thấy rất là chán nản, áp lực với giờ học nghe đó Thì sẽ thay vào đó là những cái hoạt động Uh, và những cái cách nào đó để giúp cho học sinh thích nghe hơn, chủ động nghe hơn Và từ việc nghe chúng ta có thể luyện thêm các kỹ năng giao tiếp khác Và phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé Đó là kích cực tù ạ Việc nghe, nghe này có nghĩa là gì? Nghe này thì thực chất là chúng ta sẽ có hai loại nghe Đó là nghe thay men cho cay Đó là nghe có cái sự đối diện, đối mặt với đối phương, người nói, người nghe Và tiếp theo là hitai men cho cay Thì tai men cho cay ở đây á, giống như là việc chúng ta nói chuyện hàng ngày với bố mẹ, với gia đình, anh em, bạn bè, học sinh gặp trực tiếp Hoặc là Skype chẳng hạn Thế còn Hitamen Chokai đó là cái dạng mà Hitamen này là giống như khi chúng ta xem phim Hay là chúng ta chỉ nghe đài, nghe tin tức thời sự, nghe một chiều thôi, không được phản ứng lại Thì cái thực tế trong giờ học nghe của chúng ta ấy Thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là chúng ta đa phần là chỉ cho học sinh nghe được mỗi cái phần gọi là Hitamen Chokai này thôi đó, cho nên là cái năng lực nghe của học sinh rất là kém và các bạn ấy cũng không nói được vậy thì làm như thế nào để chúng ta giải quyết được vấn đề này thì cũng có rất là nhiều cách trước hết đó là trong khả năng có thể thì trong giờ dạy tiếng nhật chúng ta là những người giáo viên hãy sử dụng thật nhiều tiếng nhật thứ hai đó là chúng ta có thể sử dụng cái phương tiện là ghi âm hoặc là ghi hình và để chúng ta có thể giúp cho học sinh nghe đi nghe lại và đồng thời chúng ta cũng có thể giúp cho học sinh có thể không bị chán nghe thì chúng ta tổ chức thật nhiều các hoạt động xây dựng những cái hoạt động thật thú vị cái thứ ba đó là chúng ta có thể xây dựng cho học sinh những cái strategy những cái chiến lược khi nghe những cái cách thức bí quyết khi nghe đó là nghe cả kể cả những cái nội dung mà bao gồm tiếng nhật rất tự nhiên và bao gồm cả những cái nội dung mà học sinh chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe được thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải làm với học sinh và kể cả ngay trong giờ học nghe chúng ta cũng cố gắng đưa những hoạt động Đưa cái cách nghe mà time cho cái Đó là tăng cái sự giao tiếp Trong chính giờ nghe Cuối cùng thì là Sau cái quá trình input Chúng ta có thể output với học sinh Qua cái việc là nói hoặc là viết chẳng hạn Vậy thì theo các bạn Quá trình nghe của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào Thì cũng tương ứng với phần đọc hiểu Chúng ta cũng có hai dạng Nghe bottom up và top down là hai cách cơ bản Và ngoài ra thì có một cái cách đó là Kết hợp giữa cả hai cái này thì bottom up là chúng ta cũng nghe từ từ vựng, từ đơn, từ kép, cụm từ, sau đó thì chúng ta sẽ nghe thành đoạn văn, câu văn. Và còn dạng mà top down thì chúng ta cũng sẽ dựa vào bối cảnh của người nói, những cái kiến thức, những thông tin liên quan đến người nói, sau đó chúng ta suy đoán, dự đoán, đặt qua cái quá trình đặt câu hỏi và chúng ta có thể uh, kiểm chứng lại những cái giả thuyết của chúng mình và sau đó thì chỉnh sửa lại những cái giả thuyết đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là top down thì nhấn mạnh vào yosoku, suisoku Thế còn bottom up thì kotoba chushi Đó, chúng ta hãy chú ý nhé Và cái cách đọc thứ ba là cách đọc kết hợp giữa hai bottom up và top down Vậy thì trong quá trình nghe thì chúng ta cần có những cái strategy gì Và như các bạn cũng biết với một người giáo viên dạy nghe Thì ngoài cái việc chúng ta chuẩn bị những cái file tài liệu, những cái bài nghe thật là thú vị thì chúng ta cần phải hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong cái quá trình nghe, nghĩa là xây dựng giúp cho học sinh xây dựng được cái cách nghe phù hợp với cái chiến lược nghe tốt đó và chúng ta sẽ tạo cho học sinh thật nhiều cái cơ hội để học sinh output kiểm chứng lại khả năng nghe những cái kiến thức mà đã nghe được. thì đấy là nhiệm vụ và vai trò của giáo viên. vậy những cái strategy mà chúng ta cần hướng dẫn và chúng ta cần tổ chức hoạt động cho học sinh là gì? strategy ở đây ý, nghĩa là gì ạ? À? đó là cái phương pháp, cái phương thức mà chúng ta dùng để bổ sung vào những cái kỹ năng hay những cái kiến thức, những cái từ vựng mà chúng ta chưa biết chưa đầy đủ. Nghĩa là nó một cách đơn giản nó là gì ạ? Là những cái gọi là cái chiến lược những cái bí kíp để dù anh không biết cái mẫu câu, biết từ vựng đấy nhưng anh vẫn có thể giải quyết được. Đó thì đấy là strategy. Vậy thì có những cái cách gì ở đây ạ? Đầu tiên là lọc thông tin, thứ hai là dự đoán, thứ ba là suy đoán, thứ tư là kiểm tra lại, đánh giá lại, cuối cùng là đặt câu hỏi. Sau đó là đánh giá cảm nhận Hano Vậy thì chúng ta sẽ đi vào từng phần 1 Đầu tiên là lọc thông tin Joho Senbetsu Các bạn cũng biết rồi Đó là chúng ta nghe một bài Dù rất là dài nhưng không thể nào nhớ được Mà chúng ta chỉ nhớ Lại những cái kiến thức mà chúng ta Cần thiết thôi Điều đấy là điều bình thường và điều rất là tốt Không vấn đề gì cả Cho nên trong quá trình nghe chúng ta hãy ý thức Rằng là chúng ta mục đích của chúng ta là gì Cần nghe bắt thông tin gì và chúng ta chỉ túm vào những cái thông tin đấy thôi vậy thì trong quá trình mà nghe đó thì học sinh sẽ xảy ra trường hợp là nội dung cần thiết nhưng lại không nghe được thì lúc đấy chúng ta hãy cho học sinh nghe lại vào lần thứ hai và giúp cho học sinh nhắc luôn học sinh là đặc biệt chú ý vào phần nào đó qua việc là đặt câu hỏi thì đó là cái quá trình mà chúng ta xem viết sửa cho hố xem viết sửa chữa lọc thông tin thì đây là dạng liên quan đến những cái bài nghe có câu hỏi trước rõ ràng cụ thể mà nhất là phần thi những cái bài đầu tiên là hay là thuộc dạng này thế tiếp theo đó là dạng yêu số chúng ta tăng cái kỹ năng khả năng dự đoán của mình lên thì chúng ta sẽ giúp cho học sinh hỗ trợ cho học sinh dự đoán được qua việc gì trước hết là chúng ta có thể dùng những cái phương tiện những cái như là tranh ảnh biểu đồ bản đồ sơ đồ đó để chúng ta có thể giúp cho học sinh mà dễ hình dung, dễ tưởng tượng. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các keyword tổ, các từ khóa nói về Bamen, Jokyo hay là Idea hoặc là những cái moji liên quan đến cái phần bài đó hay những câu hỏi, những cái task để giúp cho học sinh có thể dự đoán trước khi nghe thì cái việc mà cái vô này á, nó cũng giúp cho học sinh là thích nghe hơn thì đây là phần mà dự đoán trước khi nghe ngoài ra thì trong quá trình nghe chúng ta cũng cần phải có cái kỹ năng dự đoán này thì chúng ta có thể thông qua cái hoạt động đó là Shichumon Tsukurimashou Đó, cho học sinh đặt câu hỏi Giáo viên thì có thể đưa cho học sinh cái tiêu đề hay là cái đề tài liên quan đến cái bài nghe đấy Và học sinh có nhiệm vụ rằng là sẽ đặt câu hỏi mà mình nghĩ rằng là mình muốn biết liên gì liên quan đến cái cái tiêu đề đó Thì cái loại này rất là phù hợp với những dạng như tài liệu tin tức hay là những file nghe mang tính cho truyền đạt thông tin thì đây là việc mà chúng ta dự đoán trước khi nghe và trong quá trình nghe thì chúng ta cũng có thể áp dụng giống như là khi đọc hiểu đó là chúng ta chỉ cho nghe học sinh một đoạn thôi sau đó chúng ta lại ngắt nhịp để giúp học sinh đoán xem là à saki donna hanashi ni mua cả để xem học sinh đoán xem là à ah, đoạn tiếp theo sẽ là diễn biến như thế nào thì học sinh có thể phát biểu này hay viết ra giấy này hoặc nói bằng tiếng nhật tiếng việt đây là cái hoạt động liên quan đến yosokusuru, luyện đến cái strategy về dự đoán Thế còn suy đoán thì sao? Suy đoán này ấy là suy đoán cái ý nghĩa, những cái từ vựng mà chúng ta không hề biết nghe chẳng hiểu nhưng chúng ta phải có cái cách để chúng ta suy đoán Vậy thì cái hoạt động suy đoán của chúng ta là như thế nào? Trước hết là chúng ta suy đoán những từ mà chưa được học Thì trước khi cho nghe thì chúng ta chỉ giới thiệu cho học viên những keyword Thế còn những cái từ khác là chúng ta sẽ để cho học sinh suy đoán được chứ không giải thích trước các cái này các bạn có thể tham khảo ở trang số 29 ví dụ như trong cái bài này các bạn sẽ thấy là một số những cái hoạt động và nghe như này nhưng mà chúng ta có thể cho học sinh suy đoán những cái động từ như là khi tarishimas đó hay là itarishimas chẳng hạn hay benkyo hay yonari chẳng hạn thì đây giúp cho học sinh luyện cái kỹ năng nghe luyện kỹ năng mà suy đoán ngoài ra thì để luyện cái kỹ năng suy đoán này chúng ta còn có thể tổ chức hoạt động dạng là close. À, cái này, một cách giải thích đơn giản hoạt động này đó là chúng ta cho các bạn ấy nghe một cái file mà bỏ trống một vài từ Nhiệm vụ của các bạn ấy là sẽ phải điền vào vài từ đó Và các bạn có thể tham khảo ở trang số 31 nhé Tiếp theo là ở hoạt động số 3 chúng ta còn có thể cho học sinh luyện cái hội thoại mà chỉ có lời thoại của một bên thôi Cách này mình xin giải thích như sau Đó là chúng ta sẽ cho học sinh một cái, một cái lời thoại đưa luôn một cái lời thoại là chỉ có lời của nhân vật A chẳng hạn Nhân vật B bỏ trống nhá Thì chúng ta sẽ cho học sinh nghe tổng thể lần thứ nhất Sau đó là cho học sinh nghe lời thoại của nhân vật B bỏ trống đó Và các học sinh phải nhắc lại, tập nhắc lại Và tiếp theo lần 3 chúng ta lại cho học sinh nghe Và học sinh phải chép lại cái lời thoại của nhân vật B mà bỏ trống đó Và cuối cùng là cho học sinh nghe và check lại cái đáp án thì cái này các bạn có thể tham khảo trang số 32 và 33. Tiếp theo đó là cái cách hoạt động giúp cho học sinh luyện tập cái khả năng suy đoán đó là cư ngộ khi cử nghe không gian đây là trang số 34 bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về cái hoạt động này nhưng mà nhìn chung thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái hoạt động này để giúp cho học sinh nâng cao cái khả năng tưởng tượng một cách tích cực về cái vấn đề mà không được viết trực tiếp trong cái bài bài nghe đó nhưng mà chúng ta có thể hiểu có thể suy luận có thể tưởng tượng được như là khi chúng ta À, cho học sinh xem một cái tranh về bài đọc Sau đó thì hỏi học sinh những cái từ liên quan Và suy đoán xem là à cái diễn biến nó tiếp theo nó như thế nào chẳng hạn Thì đấy, các bạn có thể tham khảo trang số 34 nhé Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cái editing ga chosen Nihongo dekimasu thì cái editing ga chosen này thì các bạn có thể tìm ở trên web rất là nhiều Thì cách thức là chúng ta có thể xóa cái âm thanh mà chỉ để hình ảnh cho học sinh nghe để suy đoán cái diễn biến câu chuyện Và khi mà tắt xóa bỏ cái âm thanh rồi còn mỗi hình ảnh thôi thì mình sẽ hỏi học sinh là à nhân vật này sẽ nói cái gì đó thì ví dụ như là e Erin ga kimas vậy Nani o no deshou ka hoặc là các bạn cho các không demo, được không ạ B là chúng ta có thể cho học sinh viết cái lời thoại suy đoán đó ra giấy và cuối cùng chúng ta cho học sinh nghe và nhắc lại kiểm tra lại thì đó là một năm cái hoạt động luyện cái kỹ năng suy đoán này Tiếp theo là cái kỹ năng mà monitor sự đó là kiểm tra. Học sinh cần phải kiểm tra lại xem là mình đang hiểu đến đâu và hiểu như thế nào. và Xem xem là mình thiếu chỗ nào và hiểu cái gì rồi. Thì đây là một cái strategy mà quan trọng nhất. Thì việc mà luyện tập cái monitor sử này á, là chúng ta sẽ cho học sinh nghe lại một lần nữa. Và các bạn chú ý rằng là khi nghe lại một lần nữa ấy, là chúng ta cần phải nhắc luôn học sinh là Nani ni Chúng ta sẽ cần phải chú ý cái gì và nghe Chứ không phải là nghe cho trôi Mà chúng ta cần cho học sinh biết là phải chú ý cái gì Thế thì khi mà nghe lần nữa Thì chúng ta cũng cần phải cho học sinh biết Nghĩa là chúng ta sẽ nói dưới dạng câu hỏi Là anata ga shiritai koto Đúng không ạ? Xem là biết cái, muốn biết cái gì Shitsumo no katachi de itte kudasai chẳng hạn Hoặc là chúng ta có thể luyện tập ở dạng là machigai sakashi Các bạn có thể tham khảo trang số 36 Trang số 36 đó là cho một bài nghe Trong đó sẽ có những cái lỗi sai trong phần nghe đấy như thế nào Nghĩa là lỗi sai ví dụ như là Trong bài nghe đấy không có câu đó mà mình cứ cho vào Thì đưa cái lời thoại trước Học sinh cầm lời thoại và học sinh nghe Xem là phát hiện ra hay không Đó, ví dụ như vậy thì các bạn có thể tham khảo trang 36 nhé Tiếp theo Đó là cái kỹ năng về Shichumonsuru Đó là chúng ta đặt câu hỏi Đặt câu hỏi này thì có rất nhiều dạng hoạt động ba dạng chính Trước hết là chúng ta có thể dạng pia để nghĩa là luyện tập theo đôi để luyện tập với timen men cho đó là luyện tập nói theo đôi ví dụ như là chúng ta cho học sinh nghe một lần sau đó thì lần thứ hai thì chúng ta sẽ nghe và chú ý phân vị nhân vật a và các bạn trả lời câu hỏi cho trước thế tiếp theo là cho nghe một lần nữa và lại điền vào chỗ trống hoặc là cái dạng mà người a đọc thì nói cho người b nghe và người B nghe thì người B sẽ phải tóm tắt lại nội dung mà nghe được của người A và là rồi lại kể lại cho người C. Thì đó có là những cái cách mà chúng ta cho học sinh mà tai mê lại Nghĩa là có thể đối thoại trong chính giờ nghe Hoặc là dạng nghe và thảo luận theo đôi cả Trang 41 và 42 Thì loại này rất hợp với trình độ sơ cấp Chúng ta có thể lấy script, lấy cái lời thoại của bài đọc, bài nghe ra Copy thành hai bản, photo thành hai bản Mỗi bản thì có những cái chỗ trống khác nhau Và phát cho A và B trong cùng một đôi Sau đó thì cho cả hai nghe Và cả hai sẽ cùng điền sau đó thì cả hai sẽ cùng đọc to và tự trách cho nhau Loại thứ ba đó là chúng ta có thể là đưa, đưa ra cái situmon time Cái thời gian đặt câu hỏi như trang số 42 Thì cho nghe băng Và có rất là nhiều từ mới Nhưng học sinh chỉ được hỏi vào những cái thời gian cố định thôi Đó, thì cũng là giúp để cho học sinh có thể luyện rất là tốt Và tiếp theo đó là hanno suru Đánh giá và cảm nhận Thì lúc này thì học sinh sẽ phải tự đối chiếu với những cái kiến thức Những cái kinh nghiệm của chính bản thân mình so với những cái mà chúng ta đã nghe được Để đưa ra cái cảm nhận đánh giá Và qua việc là nói hoặc là viết Vậy thì theo các bạn trong một giờ nghe Chúng ta cần đưa ra những cái bước dạy như thế nào Thì cũng giống như đọc hiểu thôi Chúng ta cũng có gen Sakyo, hiệu, Sakyo sắc hiệu và ato Sakyou. Thì cái gen sắc hiệu này giúp chúng ta là phát triển cái sự suy đoán Cái yosoku sâu và sư sâu cự thì chúng ta cần phải đưa cho học sinh những kiến thức hiểu biết về bối cảnh phải nghe Tiếp theo là đặt những cái câu hỏi để cho học sinh suy đoán được cái nội dung của bài nghe Và tiếp theo là chúng ta có thể giải thích những cái từ khóa tối thiểu những cái từ khóa cần thiết bắt buộc phải hiểu trong bài nghe đó Có thể là không cần giải thích hết tần tân từ mới đâu mà chỉ giải thích cái từ khóa thôi để giúp cho học sinh hiểu rõ hơn Thì cái katsudo mà chúng ta có thể áp dụng ở đây là chúng ta có thể sử dụng cái e hay là irasto các hoạt động mà chúng ta có thể sử dụng ở đây đó là chúng ta có thể sử dụng tranh hay là những cái hình minh họa để cho các bạn ấy xem đặt câu hỏi và đưa ra từ khóa để giải thích thế còn không xác hiệu không sắc hiệu này thì chúng ta làm gì chúng ta sẽ đưa ra các câu hỏi trước khi nghe tiếp theo là chúng ta sẽ cho học sinh nghe để nắm được đại ý giống như đọc hiểu thôi đầu tiên là nghe để nắm đại ý thế còn nghe mà để bắt đọc chi tiết cụ thể từng vấn đề thì chúng ta sẽ cho học sinh nghe từ lần số 2, lần số 3 trở đi thì chúng ta mới hỏi những cái chi tiết những cái cụ thể và sau khi xong rồi thì chúng ta cần phải cho học sinh check lại xem là học sinh hiểu được cái nội dung nghe đến đâu đó là dạng phần monitor đấy thế tiếp theo đó là chúng ta có thể đặt câu hỏi để giúp cho học sinh hiểu rõ chính xác hơn những cái điều mình đã tìm hiểu được qua phần nghe thì phần hông sắc hiệu này thì chúng ta sẽ làm như thế nào chúng ta sẽ giúp cho học sinh nghe và hiểu qua từng giai đoạn một chúng ta từng lần lần lượt một Lần một là câu hỏi lớn đại ý Lần sau là cho nghe để nắm đại ý Sau đó là từng phần chi tiết chi tiết Cuối cùng là dạng những câu hỏi Những cái cách để kiểm tra lại Chứng minh xem học sinh đã hiểu hết chưa đó Thế còn Atosakyo thì là dạng phát triển Phần phát triển Thì nó là những cái hoạt động mà sau khi nghe Chúng ta có thể giúp cho học sinh là nói viết Cảm tưởng hay là suy nghĩ của bản thân Liên quan đến cái nội dung mà đã nghe được Và chúng ta cần phải tạo cho học sinh Nhiều cái cơ hội để output Cái nội dung nghe thì từ đó học sinh mới nhớ lâu và uh, luyện được cả các kỹ năng giao tiếp khác phần hoạt động trong phần Atokatsudo này á thì chúng ta cũng cần chú ý chúng ta có thể dạng dùng cái dạng đó là in cái lời thoại ra xóa bỏ một số chỗ và giúp cho học sinh là phải điền vào cái chỗ trống đấy giống như kiểu cho nghe hát á. tiếp theo là có thể cho học sinh là tái hiện lại cái hội thoại đó theo cặp luyện nói lại theo cặp rồi cũng có thể là sử dụng cái bối cảnh đấy để cho học sinh roleplay play cái phần đó rồi chúng ta cũng có thể cho học sinh nghe và luyện shadowing theo chính bài phai nghe đó Và chúng ta cũng có thể đặt các câu hỏi để mang tính liên tưởng, liên hệ thực tế là Ví dụ như là kết thúc ở đấy rồi nhưng theo các bạn thì sau đó sẽ như thế nào Và nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì chẳng hạn Thì trong một giờ nghe chúng ta sẽ trải qua ba bước như vậy Và việc của giáo viên của chúng ta đó là giúp cho học sinh có hứng thú nghe ở phần đầu tiên Đưa ra được cái keyword để học sinh hiểu và có thể dễ nghe hơn Hôm sau hiểu là chúng ta giúp cho học sinh luyện cái quá trình nghe Nghe dần dần từ dễ đến khó Nghe từ việc nắm ý cơ bản cho đến ý chi tiết Và cuối cùng phần Atosakyo Thì là giúp cho học sinh có thể kiểm tra lại Và giúp cho học sinh có thể phát triển thêm Về nói, viết, về hội thoại liên quan đến chủ đề đó Giờ nghe mà chúng ta kỳ công một chút xíu Thì chúng ta sẽ giúp cho học sinh cảm thấy là À, các bạn ấy sẽ yêu cái giờ học nghe hơn Và thấy nghe có hữu ích hơn Và từ đó thì các bạn ấy sẽ nâng cao và rèn luyện được các kỹ năng nghe nói nên là trong một giờ mina nghe chokai thì có thể là rất là nhiều bốn câu hỏi liền nếu nếu mà áp dụng cách này thì rất là khó bởi vì là uh, không đủ thời gian thì các bạn có thể chọn lấy một hoặc hai nội dung bài tiêu biểu trong cách chokai đấy thôi và làm theo cách này để cho các bạn để nghe thì các bạn sẽ dễ học hơn và cái phần cuối cùng ngày hôm nay ấy, đó là cái chokai kyoza no hinko thì một số những cái sách liên quan đến nghe thì các bạn sẽ thấy đó là sách nào sẽ mới nhất thì sách mới nhất ở gần đây đó là Nihongo Nama Chiuke Thì cái phần Chiuke này đều có ở Cosmos Sau đó là đến Manishi no Kikitori này Sau đó Chokan ga Yogai Anatae Rồi Zebrisi Rồi Manishi no Kikitori Waku Waku Bumbo Listening Và Tanoshiku Kiko Hay là Manishi no Kikitori Đại cũ Thì đó là cái phần mà quá trình thay đổi về các giáo trình liên quan đến nghe Tóm lại các trong bài học ngày hôm nay mình muốn đưa ra các khi qua độ ngày hôm nay như sau. Đó là timing cho nâng cao cái khả năng cái luyện cơ hội luyện tập nghe, đối thoại trực tiếp. Tiếp theo đó là hãy chú ý đến nagare trong một giờ học chokai, zen, hon ato sagyo và chú ý giúp cho học sinh luyện tập cái kỹ năng cự và monita. Đó là những cái khi qua độ của ngày hôm nay. Hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái dạy nghe. Từ đấy thì chúng ta sẽ đưa ra và xây dựng những cách dạy nghe phù hợp Và rất mong nhận được những cái sự chia sẻ, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ chính các bạn Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Hosejo arigatou gozaimashita